test nhẹ cho anh em tham khảo của lên cái bộ đĩa sau của chiếc quay nha. Thắng ok ha. Đó, ngon lành đạo luôn. Rồi chào anh em quay 110 nha, review cho anh em tham khảo của mình lên combo cái bộ đĩa sau nó xin bạc của Thái nha. Con này em đi là đi heo lớn đĩa lớn nha. Đó, heo nó xin bạc Thái nè. Em đi đĩa lớn bát lớn cho anh em luôn. À, riêng phần ben đạp em đi ben đạp Nhật nha. Nó ben đạp nó xin Nhật ha. Bắn là ao ok luôn. Và bánh xe là bao nhẹ nha. Con này làm để đi phượt đường dài nha. Bánh xe để cho anh em tham cảnh xe luôn. Bánh xe là bao nhẹ nha. Đó. Quá ok ha. Em làm là đúng chuẩn dinh cho anh em ha. Đó, hàng xịn là đồ có khác ha. Bánh xe là bao nhẹ rồi, test ở sau. Đó, sẽ rất ngon ha. Em gắn là không có chê lồng đền ha, thay vỏ nhông xin dĩa bố tháng rất ngon nha. Bê đam đạp là bao cao luôn ha. Bao ok nha. Đó, quá sướng nha ha. Đó, anh em quay 110 mà muốn lên đĩa sau thì cứ ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên lên đĩa sau với dòng quay A110. Chạy thắng rất ok và rất đẹp nha. Rồi, em chào anh em. Test nhẹ cho anh em tham khảo của nó lên cái bộ đĩa sau của chiếc quay nha. Thắng ok ha. Đó, ngon lành đạo luôn. Cho anh em chạy đi chơi đi tour đi phượt ha. Đó, bây giờ nó thắng là thắng đĩa nha, không thắng đùm nữa. Nó thắng đĩa thắng ăn và rất an toàn cho anh em. Đó, anh em mà có nhu cầu lên thì ghé bên độ xe Việt Nam ha. Bên em thì chuyên lên đĩa sau. Đó, bánh xe là bao nhẹ, chạy rất là nhẹ xe và thắng an toàn ha. Test nhẹ vài đường để cho anh em cảm nhận cái độ của đĩa sau nha. Đó. Một phát bánh ha. Rồi, em cảm ơn anh trai quay A110 test bánh xe luôn để cho anh em coi tham khảo. Mình làm xong là bánh xe rất là nhẹ nha. Đó, nhẹ nhàng ha. Quá trời nhẹ luôn. Bao ok. Rồi, em cảm ơn anh trai quay 110.